tin về ông Putin, quý vị, ông này cũng sẽ đi UAE, quý vị biết rồi, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập đó quý vị. Ông sẽ đi nhưng rất là hiếm đó, ý chúng tôi nói từ đầu là ông ta vẫn còn bị cái lệnh đó đó. Thì những nước này ông ta biết chắc chắn không có thuộc cái khối mà áp dụng cái luật đó, đó ông ta mới dám đi. Ông ta rất ít khi đi và đây là cũng là lần hiếm hoi ông ta sẽ đi công du ở cái nước UAE này. Xin lỗi quý vị. Và Tổng thống Putin đang có chuyến công du nước ngoài hiếm hoi đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và dự kiến ông cũng sẽ tới Ả Rập Saudi. Ông Putin sẽ trông đợi thảo luận về các cuộc chiến Gaza và Ukraine, cũng như vấn đề dầu mỏ với Tổng thống UAE. UAE hiện đang đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Điện Kremlin chưa cho biết là liệu ông Putin có tham dự cái hội nghị này hay không. Putin hầu như đã không ra khỏi nước Nga kể từ tháng 3, khi mà ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế, tức là ICC, ra lệnh bắt giữ ông ta. ICC cáo buộc ông đã bắt cóc trẻ em từ Ukraine sang Nga là một tội phạm chiến tranh. Nhưng cả UAE và Ả Rập đều không công nhận. Thì chúng ta biết rồi, tức là ông ta ngoài cái chuyện ông ta diệt chủng, ông ta còn cái tội bắt cóc, quý vị nhớ không? Người ta tính lên tới cả chục ngàn á, trẻ em bên Ukraine á, ta bắt cóc, ta gửi một số bên Belarus, và từ từ những đứa trẻ đó lớn lên thành lại thành một quân nhân cho Nga thôi. Phải tính trước quý vị, tính trước, người ta tính kế hoạch, các nhà làm kế hoạch phải tính 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhiều khi tính trước cả trăm năm, thành ra là bắt những con nít đó, là bây giờ là con nít, nhưng từ từ nó sẽ lớn lên và nó sẽ được học hành một cách nhồi sọ, sẽ trở thành những binh lính trung thành với nước Nga, thí dụ vậy. Nhà lãnh đạo Nga đã bỏ các hội nghị thượng đỉnh quốc tế gần đây, trong đó có cuộc họp của BRICS ở Nam Phi và hội nghị G20 vào tháng 9. Nhập cái nhóm BRICS, quý vị nhớ, là nhóm của ông ta đó, mà ông ta cũng không dám đi. Thường thường những trong những đó là ông ta đẩy cái ông mà Lavrov, ngoại trưởng, đi thay không à. Putin nói với Tổng thống UAE là Jaya Al-Nassan rằng mối quan hệ chúng ta đang rất là sâu sắc. Ông ta nói nịnh cái ông Tổng thống đó, UAE như vậy. Tổng thống Nga dự kiến tới Ả Rập Saudi vào cuối ngày thứ Tư để gặp người nắm quyền thực sự vương quốc này, chính là ông Thái tử Bin Salman. Trợ lý Tổng thống Nga là ông Rusakov cho biết xung đột Syria, Yemen, Sudan cũng sẽ được thảo luận trong cái hội nghị này. Các quan chức Điện Kremlin cũng thông báo rằng ông Putin sẽ gặp Tổng thống Iran là Raisi vào thứ Năm để thảo luận về cuộc chiến ở Gaza. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine hồi tháng 2, 2022 cho tới nay, ông Putin chỉ mới thăm cái vùng Ukraine bị Nga chiếm đóng. Và nước Iran và Trung Quốc, có nghĩa là ông ta chỉ đi có 2-3 nước thôi. Và ông ta cũng ngán chứ. Đi chả may nó bắt, vậy thì thật là vỡ mặt quý vị. Thành ra ông ta cũng lì lợm nhưng cũng đâu có dám.